Xin hân hoan chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với bản tin bóng truyền nóng hổi, được phát sóng thường ngày trên kênh tin tức online của chúng tôi. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh mang đến cho quý vị những thông tin mới nhất và vô cùng hấp dẫn về làng bóng truyền, nơi mà từng diễn biến đều khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Mở đầu bản tin hôm nay là một thông tin gây bất ngờ lớn, huấn luyện viên Tuấn Kiệt với những tính toán chiến thuật vô cùng chính xác, đã sẵn sàng dẫn dắt đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam bước vào trận đại chiến tứ kết VTV CUP 2024 những ngày qua sự chuẩn bị kỹ lưỡng của đội tuyển không chỉ về mặt thể lực mà còn cả về mặt tâm lý đã khiến người hâm mộ tin tưởng rằng đây sẽ là cuộc đối đầu kịch tính và đầy bất ngờ huấn luyện viên tuấn kiệt đang xây dựng một kế hoạch hoàn hảo để đưa các cô gái của chúng ta tiến xa hơn trong giải đấu danh giá này liệu những chiến thuật này có đủ sức giúp việt nam làm nên kỳ tích và ghi dấu ấn đậm nét tại vtv cup năm nay tiếp theo một thông tin không kém phần thú vị nhận được sự quan tâm lớn trong buổi tập đầu tiên tại câu lạc bộ châu âu Trần Thị Thanh Thúy đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi thể hiện chiều cao vượt trội cùng khả năng chơi bóng xuất sắc. Sự nổi bật này đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới chuyên môn và người hâm mộ tại cường quốc bóng truyền. Thanh Thúy không chỉ là niềm tự hào của bóng truyền Việt Nam mà còn đang dần khẳng định vị thế của mình trên sân chơi quốc tế. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng này hứa hẹn rằng trận ra mắt của cô tại câu lạc bộ châu Âu sẽ là một khoảnh khắc đáng nhớ khi mà tất cả đều đang kỳ vọng vào những pha bóng không tưởng của ngôi sao này. Và cuối cùng, một tin tức mà chắc chắn sẽ làm ấm lòng người hâm mộ một ngôi sao bóng truyền nữ việt nam đã chính thức được vinh danh với một giải thưởng cao quý xứng đáng với những cống hiến không biết mệt mỏi của mình cho thể thao nước nhà sự ghi nhận này không chỉ là niềm tự hào của riêng cô mà còn là niềm vinh hạnh lớn lao của cả đất nước những tiếng hò reo những lời ngợi ca từ khắp mọi miền đã vang lên khẳng định rằng cô xứng đáng với tình yêu và sự kính trọng tuyệt đối của tất cả cổ động viên Quý vị đừng bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào trong những bản tin tiếp theo của chúng tôi, nơi mà từng câu chuyện đều thổi bùng ngọn lửa đam mê bóng truyền trong lòng người hâm mộ. Và ngay sau đây là những tin chi tiết. Thông tin đầu tiên huấn luyện viên Tuấn Kiệt tính toán chính xác, tuyển bóng truyền nữ Việt Nam sẵn sàng cho đại chiến ở tứ kết VTV CUP 2024. Không bất ngờ khi tuyển bóng truyền nữ Việt Nam thắng dễ câu lạc bộ Pan Master của Philippines 3, không và sẽ gặp câu lạc bộ Hà Nam, Trung Quốc, ở tứ kết VTV CUP 2024. Huấn luyện viên Tuấn Kiệt tính toán chính xác, bóng truyền nữ Việt Nam đạt cùng lúc 3 mục tiêu. Trước khi trận đấu bắt đầu, tuyển bóng truyền nữ Việt Nam đã được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ Pan Master. Chính vì sự chênh lệch đẳng cấp giữa hai đội bóng nên huấn luyện viên Tuấn Kiệt đã có quyết định rất chính xác khi cho hầu hết các vận động viên đánh chính nghỉ dưỡng sức và trao cơ hội thi đấu cho các vận động viên còn ít hoặc chưa được ra sân trước đó. Diễn biến trận đấu cho thấy quyết định của huấn luyện viên Tuấn Kiệt là đúng đắn khi tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Pan Master 3-0, 25-11, 25-21, 25-21. Với các quyết định nhân sự của huấn luyện viên Tuấn Kiệt, chúng ta đạt cùng lúc ba mục tiêu. Tuyển Việt Nam vẫn giành chiến thắng để vào tứ kết VTV Cup 2024. Các vận động viên ít ra sân trước đó có thêm cơ hội thi đấu để rèn các mảnh miếng, luyện kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm. Các vận động viên chủ lực thì được dưỡng sức để nạp lại năng lượng sau trận đấu căng thẳng dài năm set với Espoa của Hàn Quốc. Trận này Như Quỳnh là người ghi điểm nhiều nhất bên phía tuyển Việt Nam với 13 điểm, Bích Tuyền và Nguyệt Anh cùng có 11 điểm. Ở tứ kết, tuyển bóng truyền nữ Việt Nam sẽ đối đầu với câu lạc bộ Hà Nam của Trung Quốc, đội xếp thứ hai ở bảng B, đây là đối thủ được đánh giá là khó chơi với dàn vận động viên có chiều cao đáng sợ. Ngoài hai libero, Tất cả các vận động viên còn lại của câu lạc bộ này đều cao từ 1m80 trở lên trong đó có tới 5 người cao trên 1m90, điển hình là đối truyền men cơ Yuan cao 1m98 và chủ công Wenmia hang cao 1m97. Trận đấu với câu lạc bộ Hà Nam là cơ hội tuyệt vời để tuyển Việt Nam không chỉ rèn kỹ năng phòng ngự, kỹ năng đỡ bước một mà rèn cả các mảng miếng tấn công và rèn tâm lý. Thông tin tiếp theo tập buổi đầu tiên, Trần Thị Thanh Thúy thể hiện chiều cao nổi trội ở câu lạc bộ châu Âu, xác định trận ra mắt, cường quốc bóng truyền. Câu lạc bộ bóng chuyền nữ Kujibo mới đây đã chia sẻ hình ảnh Trần Thị Thanh Thúy tập luyện thể lực cùng các đồng đội mới bên bãi biển. Trần Thị Thanh Thúy mới đặt chân sang Thổ Nhĩ Kỳ không lâu và bắt đầu hòa nhập với môi trường bóng chuyền châu Âu. 4T đã nỗ lực tập luyện với các vận động viên của Kujibo. Theo những bức ảnh mà câu lạc bộ Kujibo đăng tải, có thể thấy chiều cao ấn tượng của Trần Thị Thanh Thúy khi đứng cùng với các vận động viên tại châu Âu. Cụ thể ở một bức ảnh, Thanh Thúy đứng ở bục thấp hơn so với vận động viên bên cạnh nhưng vẫn cho thấy chiều cao ấn tượng của mình. Trên thực tế, Thanh Thúy thuộc top vận động viên cao nhất của Kujibo. Theo thống kê, câu lạc bộ Kujibo có hai vận động viên cùng cao 1m90 như Trần Thị Thanh Thúy là đối chuyện Anna Lajava và phụ công Busa Guns. Thanh Thúy ký hợp đồng 10 tháng với câu lạc bộ Kujibo. 4T là vận động viên đầu tiên của Việt Nam sang thi đấu ở Thổ Nhĩ Kỳ, nơi được xem là cường quốc bóng chuyền ở châu Âu. Đặc biệt, Thanh Thúy không phải thử việc và được ký hợp đồng với Kujibo. Câu lạc bộ Kujibo của Trần Thị Thanh Thúy sẽ gặp Aiden Wieser Belediper ở vòng đầu tiên. Ở mùa giải trước, Aiden Wieser Belediper xếp thứ 10 trong khi câu lạc bộ Kujibo xếp thứ 5. Vòng đầu tiên của giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, Sultan La Di, mùa 2024-25 diễn ra vào ngày 5 tháng 10. Ngoài ra, Thanh Thúy cùng với Kujibo sẽ còn thi đấu ở giải CEV Cup, cúp C2 châu Âu, mùa tới cố động viên Việt Nam đang nóng lòng được thấy Thanh Thúy ra mắt ở cường quốc bóng truyền thế giới. Nhiều người hy vọng Thanh Thúy sẽ nâng cao trình độ khi thi đấu ở châu Âu, qua đó tiếp tục đóng góp cho đội tuyển bóng truyền nữ Việt Nam. Và cuối cùng ngôi sao bóng truyền nữ Việt Nam xứng đáng nhận vinh dự cao quý, được tất cả cố động viên tuyệt đối ngợi ca. Không những tài năng mà còn khiêm tốn, điềm tĩnh và bản lĩnh, cô ấy nhận rất nhiều lời khen ngợi của người hâm mộ bóng truyền Việt Nam. Ngoài điểm yếu về bước 1, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam còn có tâm lý yếu. Họ có xu hướng dễ bị xuống tinh thần, trở nên rối loạn và lúng túng nếu bị đối thủ dẫn trước. Duy nhất Nguyễn Thị Trinh được đánh giá là lì đòn, tâm lý vững vàng trong mọi tình huống và trước mọi đối thủ. Thực tế, phụ công 27 tuổi này xứng đáng được coi là chiến binh thầm lặng ở đội bóng chuyền nữ quốc gia hiện nay. Nói ít nhưng làm nhiều, tài năng nhưng khiêm tốn, Nguyễn Thị Trinh không chỉ được đánh giá cao về tài năng chuyên môn mà cả tư chất thủ lĩnh phẩm chất mà ngoại thanh thúy thì hiện chỉ có cô thể hiện xuất sắc và rõ ràng chứng kiến tâm lý thường xuyên bất ổn của bích tuyền các cố động viên cho rằng lẽ ra huấn luyện viên tuấn kiệt nên để trinh điện làm đội trưởng tuyển bóng truyền nữ việt nam thay vì đối truyền quê vĩnh long đó là vinh dự lớn và nguyễn thị trinh hoàn toàn xứng đáng với vinh dự đó vừa là cầu ghi điểm đáng tin cậy vừa là ngôi sao có khả năng cắt chuỗi lên điểm của đối thủ vừa thể hiện được sự điềm tĩnh và bản lĩnh trong mọi hoàn cảnh trinh điện thực sự là chỗ dựa vững chắc là điểm tự tinh thần quan trọng cho các đồng đội. Chơi hiệu quả và ổn định nhiều năm nay nhưng đáng tiếc là Nguyễn Thị Trinh vẫn chưa có duyên với các giải thưởng cá nhân ở các giải đấu vừa qua mà tuyển Việt Nam tham dự. Rất nhiều người hâm mộ tin rằng cô gái quê Đắk Lắc xứng đáng được tôn vinh bằng những giải thưởng cá nhân vì luôn chơi xuất sắc và ổn định một cách đáng khâm phục. Luôn dành cho đội bóng truyền nữ quốc gia sự yêu mến và mối quan tâm lớn nhưng các cố động viên cũng rất khắc khe khi đánh giá các tuyển thủ. Gần như tất cả các vận động viên đều từng có những trận đấu hay cả giải đấu bị phê phán vì phong độ sa sút, mắc lỗi nhiều. Kể cả những cổ máy ghi điểm như Trần Thị Thanh Thúy hay Bích Tuyền hoặc các vận động viên chơi khác cũng có nhiều thời điểm phải nhận gạch đá từ người hâm mộ. Riêng Nguyễn Thị Trinh cho tới thời điểm này được tất cả cộng đồng bóng truyền Việt Nam ngợi ca. Cô chơi ổn định và hiệu quả, thể lực đảm bảo, tâm lý vững vàng, khiêm tốn và không màu mè. Tóm lại là tuyệt vời đến mức không ai chê trách được điểm gì.